Anh chị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta đã bước qua ngày hôm nay là ngày thứ 6 của cái câu chuyện dịch bệnh tại Đà Nẵng. Nói là Covid-19 quay trở lại đợt 2 này thì có nguy hiểm bằng đợt 1 hay không? Thì trả lời là rất nguy hiểm. Thậm chí là gấp nhiều lần so với đợt 1. Nói là tình trạng của Đà Nẵng hiện nay có phức tạp hay không? Thì trả lời rằng là rất phức tạp. Thậm chí là rất rất phức tạp. Cách đấy hôm thì Thắng Cọ đã trao đổi và chia sẻ với anh chị và các bạn về cái việc đó là chúng ta cần phải quay trở lại ngay với cái câu chuyện thói quen đeo khẩu trang và rửa tay. Thì sau khoảng một ngày sau thì các cái thông điệp tương tự như vậy được chính phủ phát đi, các tỉnh thành cũng phát đi cái thông điệp tương tự như vậy. Buổi chia sẻ hôm nay thì Thắng sẽ nói câu chuyện khác, nói thẳng vào vấn đề, nói vào cái câu chuyện nó liên quan tới việc đó là chúng ta đánh giá đúng cái sự việc hiện nay như thế nào cho nó phù hợp. Bởi vì sao Thắng lại muốn nói câu chuyện này? Là bởi vì rất nhiều những cái thông tin hiện nay trên mạng là trái chiều, đưa ra rất nhiều những cái thông tin đúng sai thì nó chưa biết như thế nào, nhưng nó gây ra không ít những cái hoang mang cho mọi người. Và điều đó nó làm cho nhiều người cảm thấy bất an. Bất an cũng là đúng thôi, là bởi vì tình hình khác đi rất nhiều so với đợt 1. Đợt 1 thì chúng ta kiểm soát chặt chẽ, tìm được cái nguồn lây nhiễm và chúng ta đã thành công trong việc gọi là khoanh vùng chống dịch. Đợt cuối cùng đó chính là tại Bệnh viện Bạch Mai và một số địa điểm tại Hà Nội. Chúng ta cuối cùng đã không có ai bị tử vong. Người bệnh nặng nhất tại Việt Nam đó là phi công người Anh đã xuất viện và trở về nước. Đợt này thì khác. Tất nhiên nhiều người sẽ nói với anh chị với các bạn và chia sẻ nói với anh chị và các bạn rằng là phần lớn những người mà tử vong trong ít ngày vừa qua thì đều là những người có cái bệnh nền, tức là có nhiều bệnh và là tuổi già, tuổi lớn tuổi. Tôi đồng ý với câu chuyện như vậy. Tôi đồng ý hoàn toàn với cái câu chuyện đó là những người có bệnh nền và yếu thì nguy cơ sẽ là rất cao. Hay không muốn nói là rất rất cao, anh chị và các bạn. Đúng không anh chị và các bạn? Nhưng một điều chúng ta cần phải lưu tâm hơn nữa đó là chúng ta phải nhìn thẳng vào sự thật. Chúng ta đang làm gì và chúng ta đang như thế nào? Không phải vô tình mà trong những ngày gần đây thì tại một cái buổi họp diễn ra giữa các tỉnh thành với nhau thì Bí thư Thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị đã đề nghị là chúng ta nên cách ly Đà Nẵng như ở Vũ Hán. Đôi khi đối với nhiều người thì cái câu chuyện này thì nó có gì đấy nó hơi nặng nề. Nhưng mà nếu như Thắng mà nói thôi thì chắc anh chị, chắc các bạn sẽ cho rằng là ôi lại phản động kìa, lại thế này thế khác. Nhưng mà Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân nói thì chắc là chúng ta cần phải cân nhắc. Ông Nhân ông cho rằng là giai đoạn từ 23 tới 30 tháng 8 là giai đoạn nguy cơ. Nên nếu không làm quyết liệt thì sau thời gian vàng 30 ngày sắp tới ta sẽ vào diện cả quốc gia có dịch Covid-19. Phát biểu tại cái cuộc họp chiều ngày 2 tháng 8, tức là chiều ngày hôm qua thôi, thì Thường trực Chính phủ, lãnh đạo các địa phương do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Thiện Nhân cho rằng chúng ta đang đứng trước tình thế hết sức đặc biệt của dịch bệnh. Trên phạm vi thế giới thì dịch vẫn đang tăng cao và tăng rất là nhanh, chưa có dấu hiệu giảm so với thời gian trước đó. Và số ca nhiễm trong cái giai đoạn từ ngày 12 tới ngày 15 tháng 8 rất có thể khoảng 20 triệu người nhiễm.
Phát biểu như vậy để chúng ta thấy được rằng là chính phủ chúng ta thực sự rất quan tâm tới câu chuyện phòng chống dịch bệnh một cách quan tâm đặc biệt luôn và nắm rất chắc các tình hình. Và cả những cái câu chuyện liên quan tới việc gọi là hiện nay các quốc gia, những quốc gia nào có cái làn sóng thứ hai đã và đang diễn ra, đánh giá rất chi tiết các con số liên quan tới cái đỉnh dịch của đợt 1 và cái số ca lây nhiễm do cái làn sóng 2 gây ra cho Úc, cho Hồng Kông, cho Israel và cho một số các quốc gia trong số 4 quốc gia hiện nay là trải qua làn sóng thứ hai. Và chúng ta cũng nhìn nhận rất là thực tế cái câu chuyện hiện nay của thành phố Hồ Chí Minh và đưa ra của Việt Nam và đưa ra những cái nhận định, cái đánh giá rất là sát. Việt Nam bước vào cái giai đoạn mới, bắt đầu bước vào cái làn sóng thứ hai. Làn sóng thứ nhất thì đã kết thúc và đạt đỉnh vào ngày 30 tháng 3. Đó cũng chính là ngày mà thị trường chứng khoán tạo đáy, anh chị và các bạn, đáy ngắn hạn để hồi phục. Lúc đó thì cả nước có 178 người nhiễm đang được điều trị. Đợt này thì cả nước đã có 215 người nhiễm rồi. 215 người nhiễm rồi. Như vậy là số người nhiễm lần này đã cao hơn đỉnh dịch lần thứ nhất. Đó là những số liệu mà chúng ta cần phải nắm. Và nếu như đến ngày hôm nay thì con số không còn là 216 nữa mà nó đã là gần 250 người nhiễm mới rồi. Thì sắp tới thì có nguy cơ gì không? Thì hiện chúng ta không có đủ thông tin để dự báo, nhưng từ các cái số liệu, các cái đồ thị của đất nước, chúng tôi sẽ đưa ra những cái dự báo cụ thể là ngày 23 đến ngày 30 tháng 8 sẽ là nguy cơ. Và nếu không có giải pháp quyết liệt sẽ đạt ngưỡng 10 người nhiễm trên 1 triệu dân. 10 người nhiễm trên 1 triệu dân tức là chúng ta rất có thể sẽ đạt cái mốc là 1.000 người nhiễm. Đúng không anh chị các bạn? Chúng ta có 100 triệu dân, 10 người nhiễm trên 1 triệu dân thì chúng ta có 1.000 người nhiễm. Và cả nước sẽ có khoảng đâu đó xích soát là gần 1.000 người điều trị tại các bệnh viện. Hiện nay thì chỉ có 216 thôi. Nếu không làm quyết liệt thì sau cái thời gian vàng 30 ngày sắp tới ta sẽ vào diện cả quốc gia có dịch. Đó là điều mà ông Nhân nói. Điều này là đúng và phải nhìn thẳng vào sự thật. Chúng ta thấy được rằng là nghiên cứu cách ly các cái gia đình đã đi tới Đà Nẵng cách ly một cách quyết liệt hơn, chứ không phải là câu chuyện cách ly tại nhà. Chúng ta phải có sự giám sát đặc biệt. Chúng ta đã thấy được rằng là chúng ta làm tốt, công dân của chúng ta cũng làm tốt và chúng ta chắc chắn sẽ làm tốt. Hy vọng rằng là 30 tới 45 ngày tới cũng giống như học hỏi kinh nghiệm phòng chống dịch bệnh của Trung Quốc, của Bắc Kinh, của một số các cái thành phố lớn của Trung Quốc, họ đã làm rất quyết liệt và chúng ta cần phải học hỏi điều đó. Đúng không anh chị và các bạn? Vậy thì chúng ta nhìn nhận thấy cái câu chuyện là chúng ta dễ dàng làm tốt điều đó hơn các nước tư bản là bởi vì dân chúng ta về cơ bản là rất là hiền và tuân thủ những cái quy định mà nhà nước đề ra. Có thể nói một cách thô thiển học đó là bảo đứng thì đứng, bảo ngồi thì ngồi, mà bảo nằm thì nằm. Chúng ta thực sự rất 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 tốt trong câu chuyện phòng dịch. Ở một số địa phương phía Bắc hoặc là một số nơi ở vùng nông thôn thì thực sự mà nói là không chỉ chính quyền mà nhân dân đã có một cái tinh thần phòng dịch rất là cao. Rất là nhiều người đi qua cái vùng dịch đã từng tới Đà Nẵng trong cái giai đoạn 1 tháng vừa qua, kể từ mùng 1 tháng 7 thì về nhà. Nhiều người vẫn y được đề xuất là cách ly tại nhà nhưng nhiều người vẫn dịch chuyển ra bên ngoài đi chợ hoặc là đi tham gia các hoạt động công cộng thì đã được người dân tại địa phương đó nói một cách nói giống như những người dân hay nói, nó là đã bị dân chúng họ chửi cho và yêu cầu ở nhà cách ly. Và vài ba ngày gần đây thì chúng ta thấy được một câu chuyện khác, đó chính là chính quyền đã vào cuộc mạnh hơn và đã yêu cầu những người đó cách ly tập trung. Cách ly tập trung và chúng ta cần phải mở rộng cái câu chuyện cách ly tập trung như vậy trên diện rộng thì nó sẽ
chúng ta mất đi khoảng 1 tháng 30 ngày hoặc là 40 ngày gì đấy quyết liệt trong câu chuyện này, thì chúng ta sẽ làm tốt và hạn chế tối đa cái việc đó, chính là dịch bệnh nó sẽ lan tràn thêm ở nhiều tỉnh thành khác. Chúng ta thấy được những cái con số mới, những tỉnh thành mới hiện nay đã phát hiện ra dịch, thì chúng ta đều có thể khẳng định được rằng là những người đã đi du lịch, đã đi qua Đà Nẵng trong giai đoạn vừa qua, đã có đang đem theo các cái mầm dịch, các cái mầm bệnh đi khắp nơi, và điều đó đã minh chứng rõ nét bằng một số ca nhiễm gần đây đã hiển thị rất là rõ nét, đúng không anh chị và bạn? Vậy thì tại sao chúng ta không làm? Tại sao chúng ta không làm quyết liệt hơn nữa? Tại sao chúng ta không 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 đẩy cao lên mà chúng ta chấp nhận một khoảng thời gian ngắn? Đây là một trong những thứ mà tất nhiên thì cái việc mà mất mát về mặt kinh tế thì rõ rồi, nhưng ở một cái vai trò nào đó thì nếu chúng ta làm tốt, chúng ta sẽ vẫn học hỏi được những cái kinh nghiệm của người Trung Quốc làm rất tốt trong cái đoạn phòng dịch, và cả một cái thành phố lớn như Bắc Kinh mà họ đã đẩy về thời chiến, Tân Cương đẩy về thời chiến, và nhiều nhiều cả cái tỉnh thành phố của Trung Quốc họ lớn như vậy, số dân họ nhiều như vậy mà họ vẫn làm tốt được, thì chúng ta không có lý do gì không làm tốt. Dân của chúng ta thực sự cũng rất tuân thủ, đó là điều chắc chắn. Lý do tại sao lại như vậy thì là mượn lời của đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, của bác Nguyễn Thiện Nhân, chủ tịch thành phố Hồ Chí Minh, thì vấn đề thứ hai mà bác nói rằng là Đà Nẵng đặt ra với Đà Nẵng và cả nước là phải tính tới cái năng lực cách ly. Tức là thành phố Hồ Chí Minh có kinh nghiệm cứ một người nhiễm thì phải cách ly khoảng 280 người liên quan. Nếu áp dụng số này cho Đà Nẵng, hiện có 100 người nhiễm thì cần khoảng 28.000 chỗ cách ly ở các cấp. Thì rõ ràng không thể có chỗ cách ly cho 28.000 người. Và Đà Nẵng đang cho xây dựng bệnh viện dã chiến ở trung tâm thể thao với hơn 1.000 chỗ. Nhưng với số người 28.000 thì rất nhỏ bé, từ đó phải coi cách ly gia đình là quan trọng nhất. Và ông Nhân đề nghị rằng là Bộ Y tế phải nghiên cứu hướng dẫn về cách ly tại gia đình. Tức là cách ly tại gia đình nhưng mà nó phải có cái sự giám sát và nó chặt chẽ hơn. Và cái thách thức lớn nhất hiện nay là làm sao để cách ly ở nhà thực sự là hiệu quả và ấy giám sát lẫn nhau, và đồng tình với ý kiến của Thủ tướng là phải coi mỗi gia đình là một pháo đài chống dịch, mỗi người dân là một chiến sĩ trên pháo đài đó. Nói được nhưng mà làm được là một câu chuyện rất khó. Thì trên báo Thanh Tra thì trên báo Thanh Tra có một bài đăng là làm rõ hơn cái nguy cơ tiềm năng của câu chuyện này. Đây là cũng là một trong những cái buổi họp của quyền Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thành Long vào ngày 27 tháng 7, thì ông Long cho hay là chủng virus ở bệnh nhân Đà Nẵng là chủng mới so với các chủng đã tồn tại tại Việt Nam, là chủng xâm nhập từ bên ngoài và dịch có thể bắt đầu đã có từ đầu tháng 7. Và chúng ta biết được rằng là Đà Nẵng đã trải qua 4 chu kỳ lây nhiễm. 4 chu kỳ lây nhiễm. Chúng ta quay lại với câu chuyện Vũ Hán. Vũ Hán khi mà công bố dịch thì nó cũng chỉ mới có 3 chu kỳ lây nhiễm thôi. Tức là nó nằm ở đâu đó khoảng tầm, nói chính xác con số thì chúng ta phải nên nhớ rằng là Vũ Hán thời điểm đó nó bị trễ mất cũng 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 khoảng 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 hơn 20 ngày anh chị các bạn. Tức là ngày 21 tháng tháng nhớ không nhầm thì nó là ngày 21 tháng tháng mấy đấy, tháng không không nhớ nữa, nhưng mà trước đó 21 tháng 1, 21 tháng 1, tháng nhớ là 21 tháng 1, và người ta cho rằng là dịch bệnh tại Vũ Hán là đã bắt đầu từ đâu đó khoảng tầm cuối tháng 12. 21 thì bắt đầu mới công bố dịch. Như vậy thì Đà Nẵng của chúng ta thì đến tận ngày 27, 26, 27 tháng 7 thì chúng ta mới 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 phát hiện ra cái ca nhiễm bệnh và bắt đầu phát đi cái thông điệp nguy hiểm của cái làn sóng thứ hai. Thì như vậy thì theo 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 ông Nguyễn Thành Long thì chúng ta đã có 4 chu kỳ lây nhiễm. Vậy thì chúng ta có 4 chu kỳ lây nhiễm rồi thì rõ ràng là cái nguy cơ rất là cao. Thì theo cái buổi chủ trì cuộc họp này thì cũng là đồng chí Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thì chủ trì cuộc họp thường trực chính phủ về phòng chống dịch Covid-19. Thì mở đầu cuộc họp thì chính phủ có đưa ra rằng là khi phát hiện cái ca nhiễm đầu tiên mang số 416 sau 99 ngày không có ca mới trong cộng đồng thì thành phố Đà Nẵng và Bộ Y tế đã có nhiều biện pháp ngăn chặn sự lây lan rất là nhanh, vô cùng quyết liệt. Và những cái điểm mạnh, những cái tốt, những cái tích cực đó thì
Nó đã nói đến cái sự quyết liệt của chính quyền. Tuy vậy thì thành phố Đà Nẵng cũng đã chủ động giãn cách một bước nhưng không tập trung trên 30 người, khuyến cáo làm các thủ tục để khách rời Đà Nẵng. Câu chuyện khách rời Đà Nẵng, đây là một trong những cái câu chuyện nếu chúng ta không bi quan cho lắm thì chúng ta hoàn toàn có thể ngồi để đánh giá và xem xét lấy cái câu chuyện của 7 triệu người. 7 triệu, 5 triệu người đã rời Vũ Hán trước khi công bố dịch. Trước khi giãn cách. Chúng ta nên nhớ rằng là đó là giai đoạn người ở Vũ Hán và các thành phố khác ở Trung Quốc dịch chuyển, có hàng tỷ chuyến xe đã dịch chuyển hồi hương để về quê ăn Tết. Và chúng ta thì không phải là hồi hương để về quê ăn Tết, mà chúng ta đã có hàng nghìn, thậm chí hàng chục nghìn người đã rời khỏi Đà Nẵng, được sơ tán khỏi Đà Nẵng trong cái giai đoạn mà chúng ta được coi là đỉnh của cái đi du lịch trong nước, cái nghỉ hè của nhiều người. Thì chúng ta phải có những cái vấn đề đánh giá câu chuyện này. Mặc dù là số liệu thì tất nhiên là các ban ngành đoàn thể của nhà nước đã làm rất là tốt câu chuyện này rồi. Nhưng cái việc chúng ta nắm và biết để chúng ta nâng cao cái đề phòng, chúng ta không thể biết được là dịch bệnh hiện nay nó đang như thế nào một cách cụ thể chi tiết. Nhưng chúng ta đề phòng nhiều hơn, nâng cao cái tính chủ động hơn và đặc biệt là chúng ta cần phải đặc biệt quan tâm, đặc biệt để ý tới cái câu chuyện đó là đi ra ngoài thì chúng ta phải tuyệt đối đeo khẩu trang và rửa tay vệ sinh, đừng ý y, đừng để cái những cái tình trạng kiểu như là người này không đeo khẩu trang, người kia nhắc thì ở trong thang máy ở một cái tòa nhà nào đó lại có cái câu chuyện là cái người đàn ông đã mắng chửi, thậm chí là dùng cả cái chai nước xịt tay cồn xịt vào mặt cái người phụ nữ nhắc và gây ra cái câu chuyện người phụ nữ phải nhập viện. Rồi rất nhiều những cái mà chúng ta lại dấy lên cái việc đó là chúng ta nằm trong cái danh sách diện là cách ly tại nhà để có thể phòng dịch, để có thể gọi là hạn chế những rủi ro cho gia đình, cho bản thân, cho gia đình và cho người thân của chúng ta, để chúng ta theo dõi sát cái tình hình dịch bệnh, liệu chúng ta có đem mầm bệnh hay không. Và nhưng mà nó lại xảy ra về cái tình trạng đó là trốn cách ly, rồi nhiều người thì y vẫn cách ly tại nhà nhưng vẫn ra ngoài. Thì đó là thông điệp mà chúng tôi muốn phát đi, cũng như là chúng tôi đưa ra những cảnh báo đánh giá mà ít báo, ít ít báo đài cũng như là ít các cái tổ chức đưa ra cho anh chị và các bạn để anh chị và các bạn nắm. Tức là cái đợt này từ K416 đến nay thì cái đợt này của chúng ta là đợt rất là nguy hiểm anh chị và các bạn, cực kỳ nguy hiểm. Nếu không muốn nói là có tính tương tự như Vũ Hán anh chị và các bạn. Bởi vì trước đó, chúng ta nên nhớ rằng là từ ngày mùng 1 tháng 7 tới ngày 26, 27 tháng 7 thì chúng ta đã có hàng trăm, thậm chí hàng nghìn và hàng vài chục nghìn người đã đến và rời đi khỏi Đà Nẵng, đã đến du lịch. Bạn bè tôi trên Facebook hàng chục nghìn người cũng không ít mỗi lần lướt qua trên Facebook nhìn thấy nhiều người bạn đã khoe hình ảnh đi du lịch tại Đà Nẵng. Nhiều bạn lắm, nhiều nhiều rất là nhiều. Thì để đủ thấy được rằng là Đà Nẵng đã tiếp đón một lượng khách du lịch rất là lớn và đến và đã đi. Do đó thì tỷ lệ có thể là sẽ không cao, có thể là những người tiếp xúc gần với lại bệnh nhân tại hoặc là người nhà bệnh nhân tại các bệnh viện hiện nay đang là ổ dịch của Đà Nẵng, hoặc là có thể ăn uống ở một số cái quán xá gần bệnh viện thì nguy cơ nó cao hơn so với những người khác. Tuy vậy thì chúng ta không thể biết chính xác được là dịch bệnh và mầm bệnh nó đã được dẫn đi đến những đâu. Và tối ngày hôm nay 0 giờ từ ngày mùng 3, tức là tối ngày hôm qua thì Đắk Lắk cũng đã giãn cách xã hội. Thì chúng ta dùng cái giải pháp giãn cách xã hội thì cái cách của chúng ta làm nó có đạt hiệu quả hơn so với cái câu chuyện đó là cách ly hoàn toàn Đà Nẵng, phong tỏa Đà Nẵng giống như Vũ Hán hay không, thì nó cần phải có cái sự phối kết hợp và cái tuân thủ của anh chị và các bạn, cái gọi là chung tay. Người ta Bác Hồ đã có từng có câu là khó ngàn ngàn lần thì dân liệu vẫn xong, thì người dân anh chị các bạn mỗi hộ gia đình thì cần phải đề cao nêu cao cái tinh thần gọi là chống dịch chống giặc. Thực ra là nó phải nói rằng là nó là chống giặc, nhà nhà chống giặc, người người chống giặc. Giặc ở đây tức là giặc Covid-19. Chúng ta chưa có vaccine, chúng ta hiện nay chưa có vaccine, chúng ta hiện nay chưa có thuốc chữa trị đặc hiệu.
chúng ta chỉ có dùng những cái biện pháp hỗ trợ để giảm thiểu các cái tác động của dịch bệnh lên những người mắc bệnh, và giãn cách và cách ly để không có cái môi trường cho dịch bệnh lây lan. Thì cách mà chúng ta đang làm hiện nay thì nói đúng ra đó là trốn dịch ha, nhưng mà nếu mà nói một từ đúng, tức là chúng ta chống dịch, chúng ta đánh giặc bằng cách chúng ta gọi là né nó ra và giãn cách người với người ra để không có cái điều kiện, cái môi trường cho dịch bệnh nó bùng phát hoặc là nó lây nhiễm. Cũng giống như đó là một trong những cái giải pháp, một cái cách mà theo thắng thì đó là cách mà chúng ta đang tước đi vũ khí của dịch bệnh, chúng ta tước đi cái khả năng lây lan của dịch bệnh thì chúng ta sẽ thắng nó thôi. Nó không có vũ khí thì nó sẽ không có thể nào là có thể chiến đấu được với chúng ta. Nó không có khả năng lây lan nữa thì nó tự chết thôi, và nó chỉ khoanh vùng và giới hạn ở trong một cái mức độ nào đó. Và những người bác sĩ, những người đang làm trong cái mặt trận gọi là phòng chống dịch trực tiếp trên tuyến đầu, họ sẽ dùng các cái bài giải pháp để hỗ trợ cho người bệnh và để người bệnh có thể mạnh mẽ hơn, có nhiều khả năng kháng khuẩn hơn để chống chịu lại với virus, với giặc COVID-19 để từ từ khỏi bệnh. Còn những người khỏe thì được giãn cách cách xa ra, không phải là vì cái câu chuyện đó là gọi là phân biệt hay là làm như thế là gọi là kỳ thị những người mắc bệnh, nhưng đó là cách duy nhất hiện nay chúng ta có để có thể chiến thắng được dịch bệnh, có thể giải quyết được những vấn đề mà hy vọng, và Thắng rất rất hy vọng rằng là trong vòng 30 đến 45 ngày sắp tới chúng ta sẽ làm được giống như những gì chúng ta đã làm ở đợt 1, chúng ta sẽ làm được giống như là Vũ Hán đã làm, giống như là Bắc Kinh đã làm, giống như những thành phố khác ở Trung Quốc đã làm. Chúng ta không thể để tình trạng dịch bệnh gọi là lan tràn như giống như ở Mỹ, giống như ở một số quốc gia mà chính phủ nói đứng thì lại ngồi, mà chính phủ nói ngồi thì lại đứng, chính phủ báo 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 gọi là báo báo vừa đứng vừa ngồi thì anh lại nằm xuống, rồi nói một đường thì anh làm một nẻo, và thậm chí lại còn tổ chức cả các cái bữa tiệc COVID-19 như giống như ở người Mỹ. Như vậy đó là họ quá gọi quá ỷ y và không 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 coi cái giặc COVID-19 là gì. Bên cạnh đó nữa thì họ họ thực sự là không tôn trọng những người xung quanh mình, không không lo lắng cho những người thân của mình. Chúng ta cách ly, chúng ta làm tốt những cái điều mà Thắng vừa trao đổi và chia sẻ, thì chúng ta không những là phòng ngừa dịch bệnh cho chính bản thân mình, theo dõi chặt chẽ cái sức khỏe của bản thân mình, để có điều gì cần phải được sự hỗ trợ của y tế thì chúng ta sẽ được ngay lập tức hỗ trợ của y tế. Chúng ta tuân thủ thì hệ thống y tế sẽ cố gắng sẽ gọi có mặt kịp thời để xử lý cho anh chị và các bạn. Và ngoài ra thì chúng ta cũng cách ly tốt thì chúng ta sẽ làm cho gia đình của chúng ta, bạn bè thân hữu của chúng ta không không bị lây lan bệnh bệnh dịch, và chúng ta cũng giúp cho cả cộng đồng cùng với xã hội, cùng với chính phủ và cùng với cả nước là chiến đấu thành công với dịch bệnh trong thời gian sắp tới. Thì những thứ mà Thắng nói ra thì Thắng không phải là để đưa vào bơm vào cho anh chị và các bạn những bi quan. Anh chị và các bạn đều thấy được rằng tất cả những thứ, hàng chục thậm chí là vài chục video Thắng đánh giá nhận định về cái khả năng của COVID-19 trên thế giới thì hiện nay nó đã thành hiện thực, và cái tỷ lệ nó xác suất mà Thắng chia sẻ về cái dự báo của mình về về cái tình hình dịch bệnh thì nó khá là đúng. Thì câu chuyện ở Việt Nam nó cũng vậy thôi. Cái làn sóng 2 này là làn sóng mà chúng ta nếu quyết liệt, nếu chúng ta làm nhanh, chúng ta làm khẩn trương, kịp thời thì chúng ta chắc chắn sẽ chiến thắng dịch bệnh sớm thôi. Chúng ta hy vọng rằng là trễ nhất là 45 ngày kể từ cuối tháng 7, tức là chúng ta khoảng tầm 15 tháng 9 thì chúng ta có thể thành công và đỉnh dịch của chúng ta cũng sẽ nằm ở cái khoảng đó. Ở cái khoảng đó, sau đó thì sẽ suy giảm. Chúng ta hãy tự tin vào điều đó, và chúng ta hãy cùng nhau, mỗi người hãy giữ tay nhau, mỗi người hãy sẻ chia những cái tâm tư của mình, những cái đánh giá của riêng mình về cái dịch bệnh hiện nay, để chúng ta nâng cao cảnh giác hơn, để chúng ta cùng nhau chung tay với Đảng, với nhà nước, với chính phủ, chúng ta làm tốt hơn trong công tác phòng dịch. Chúng ta làm tốt hơn nữa, tốt hơn nữa, tốt 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 hơn nữa thì chắc chắn là chúng ta sẽ thành công thôi. Còn về cái câu chuyện là tác động của cái đợt bùng phát dịch lần này thì
chúng ta nắm được cái mức độ nguy hiểm của nó rồi, chúng ta hiểu về nó rồi, chúng ta biết cách làm thế nào rồi, chỉ chẳng qua là chúng ta có làm quyết liệt hay không thôi. Chúng ta biết cách và cũng biết được cái sự nguy hiểm của nó. Đặc biệt là mấy ngày gần đây thì chúng ta đã thấy được những người đã phải tử vong, mặc dù có bệnh nền. Chúng ta vẫn nói rằng là những người này có bệnh nền và sức khỏe yếu, tuy vậy thì không có COVID-19 thì những người này không đáng phải chết, nên là không 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 sẽ không bị chết, không phải chết. Và vì COVID-19 nên nó đã tác động và bồi thêm một cái cú bồi quá mạnh làm cho những người này đã tử vong. Thì chúng ta thấy được cái mức độ nguy hại của nó, và biết được cái sự nguy hại như vậy rồi thì chúng ta hãy động viên nhau, hãy làm tốt hơn, hãy giúp chính phủ, hãy giúp chính quyền địa phương, hãy giúp bản thân mình, hãy giúp gia đình mình, hãy giúp đỡ những người xung quanh chúng ta. Chúng ta bớt ăn đi một chút, chúng ta bỏ đi cái tôi của chúng ta một chút. Chúng ta nâng cao cái cảnh giác hơn một chút, chúng ta nghiêm túc tuân thủ những cái gọi là hướng dẫn của chính quyền, những thông điệp được phát đi, và chúng ta lắng nghe hơn những gì mà Bộ Y tế, chính phủ phát đi để truy tìm những người nào cần có nguy cơ thì chúng ta nên làm, và chúng ta nên lắng nghe để chúng ta cùng chung tay hy vọng, và rất 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 hy vọng rằng là Việt Nam sẽ chiến thắng trong cái đợt dịch bệnh này. Cảm ơn và xin chào, hẹn gặp lại anh chị và các bạn trong một video tiếp theo.